Một thông tin đáng chú ý cho các bậc phụ huynh. Thưa quý vị khán giả, mới đây Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo hướng dẫn này, đối với học sinh lớp 1 và lớp 2, việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ sẽ bằng hình thức trực tiếp Tại thành phố Hồ Chí Minh do dịch Covid-19 còn phức tạp, hiện nay học sinh tiểu học chưa trở lại trường. Vì vậy, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa chốt phương án cụ thể. Tuy nhiên sẽ làm đúng theo hướng dẫn của Bộ để tổ chức kiểm tra đánh giá. Theo hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học các nhà trường có thể tổ chức đánh giá định kỳ linh hoạt vào các thời điểm phù hợp. Đối với lớp 1 và lớp 2, việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Điều này nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh và tăng trách nhiệm quản lý của các lớp. Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh không thể đến trường thi trực tiếp thì có thể tổ chức thi online. Hiệu trưởng sẽ quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung trực. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên cho học sinh lớp 1, 2 đến trường học trực tiếp. Sau khi học trực tiếp thì mới tính đến thực hiện bài kiểm tra học kỳ trực tiếp tại trường. Dự kiến đợt kiểm tra cuối học kỳ một ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022. Những học sinh chưa đến trường được thì sẽ lùi lại và qua học kỳ 2 mới tổ chức đánh giá việc học của học sinh.